Hello nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của bên em. Và trước mắt quý vị và các bạn đang là một mẫu âm Bunny da vuông 5.6, hàng Trung Quốc các bác nhá, hàng loại 1. Sẽ có tem ở bên trong này, tem Trung Quốc ở bên trong, Made in Korea, linh kiện Trung Quốc đấy các bác ạ. Đây là họ làm nhái thôi, có như nào thì em bỏ thế, nhưng mà vẫn rất là chất lượng. Âm ly này làm thì cũng rất là đơn giản thôi, nên là không có gì. Nên là bên Trung Quốc bây giờ người ta làm được máy bay, mấy cái âm ly này linh tinh, không tính tiền. Thế nên là chất lượng thì rất là ok, bảo hành cho các bác 1 năm cho các bác yên tâm sử dụng. Và đặc biệt là chiếc âm ly này có 4 kênh các bác nhá. Đấy, Music 1-2, Music 3-4, 4 đường tiếng. Echo của dòng âm ly PA506 này là cực kỳ hay và mượt mà các bác nhá. Đấy, và các bác đang mùa Covid này thì các bác ở nhà em ship hàng cho tận nơi, 2.400.000 đồng và bao ship đến cho các bác, không ở đâu có đâu, mức giá là em tin chắc là rẻ nhất Việt Nam. Và em hướng dẫn qua các bác một chút về các cái cổng đằng sau cho các bác đỡ phải thắc mắc. Thì các bác để mặc định cho em là cái bên này này, đây nha các bác nhá, 1-2 thì các bác sẽ gạt về cái đằng 1-2 này thì sẽ 4 loa thì nó sẽ cùng nói. Nếu mà các bác gạt sang bên này thì là nó chỉ có loa 1 và loa 2 hoặc là loa 3, loa 4 nói các bác nhá. Thế nên các bác gạt về đằng này cho em. Đấy, còn cái đường tiếng mic này thì các bác cũng gạt về đằng 1-2 cho em các bác nhá. Các bác gạt về đằng 1-2 cho em. Đấy, các bác gạt về đằng 1-2 cho em. Cái tay em thì bốc vác hơi bẩn tí thì các bác không cảm. Các bác nhá, lưu ý các bác cứ gạt về đằng 1-2 cho em thì là nó sẽ lói tất cả 4 loa. Và đường này là đường ra súp, đường bên cạnh là đường mic thua. Và các bác cắm vào 1-2, các bác cắm vào 1-2, cắm vào 1-2 thì tất cả 4 loa sẽ cùng nói. Đấy, và đây là thông số 1080W PA506. Đấy, toàn chữ tàu thôi, nhưng mà quan trọng nhất là 1080W các bác nhá. Dòng điện là 220V. Đấy, rất là đơn giản thôi. Ok nhá, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong clip lần sau.